Thưa quý vị, để có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường, từ đó bảo vệ sức khỏe cho người dân một cách hiệu quả bền vững, thì không thể thiếu sự tham gia chủ động của chính người dân. Sau mô hình đầu tiên tại Bắc Giang đạt được hiệu quả bước đầu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Y tế vừa tiếp tục mở rộng mô hình này tại Thái Bình với nhiều hoạt động thiết thực như trao máy đo chất lượng ô nhiễm không khí, tổ chức ra mắt mạng lưới cộng tác viên bảo vệ môi trường. Hai xã An Tân, huyện Thái Thụy và xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đều là các địa phương chịu ảnh hưởng ô nhiễm không khí từ các nhà máy nhiệt điện than, phun thuốc trừ sâu, đốt rác, đốt rơm rạ. Do đó, dự án đã ra mắt mạng lưới cộng tác viên đều là người dân địa phương. Những cộng tác viên này thường xuyên đi tuyên truyền để tự người dân phát hiện ra những nguy cơ, nguyên nhân gây ra ô nhiễm. Sau đó, người dân đề xuất những hoạt động để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu ô nhiễm. Sau một năm can thiệp, nào trồng cây xanh, nào không đốt rơm rạ, nào không đun than tổ ong, nào là khẩu trang, nào là xử lý phân nước rác, nào là tái tạo nhựa, tức là một cái sự gọi là tuần hoàn, kinh tế tuần hoàn từ cái điểm nhỏ đó, để mong rằng sau một năm thì nó sẽ đánh giá lại, được đánh giá lại sau hai năm thì sức khỏe có giảm thiểu ung thư không, rồi là các bệnh không, môi trường có xanh sạch đẹp bên không, rồi các thứ. Tại đây, người dân, chính quyền địa phương đã cùng nhau ký kết thực hiện dự án và chung tay bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Y tế đã trao máy đo chất lượng ô nhiễm không khí cho địa phương để cảnh báo kịp thời đến người dân khi các chỉ số không khí không đảm bảo sức khỏe. Với trách nhiệm là người đứng đầu của Ủy ban nhân xã thì cũng sẽ đồng hành cùng với dự án và đặc biệt là triển khai cho các cộng tác viên là thực hiện cái thời gian tới làm sao có hiệu quả và lan tỏa tới mọi người dân là cũng nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong cái công tác bảo vệ môi trường. Rất là phấn khởi trong lúc là toàn thể nhân dân đang tích cực về cái việc bảo vệ cái môi trường, nhất là cái việc mà cái không khí là trong lành thì sẽ bảo đảm được rất nhiều những cái sức khỏe cho nhân dân. Sau buổi lễ ra mắt, cộng tác viên dự án đã tới các hộ gia đình để tuyên truyền người dân về lối sống xanh, phân loại rác ủ phân hữu cơ, không đốt rơm rạ, không đốt than tổ ong và trồng nhiều cây xanh. Khi rác thải thu gom về thì mình cũng phải biết là phân loại, thằng nào hữu cơ, thằng nào vô cơ, cây nào nó sẽ xử lý vứt ra chuồng trại rồi lấy thuốc ủ. Thế còn lại thì bao nhiêu rác thải mà nó khó phân hủy ta gom vào một chỗ. Thì có thể là người ta chưa hiểu hết thì phải có những người tuyên truyền viên, phải có những người đi hỗ trợ họ. Thì còn chính vì thế mà chúng tôi thành lập cái mạng lưới cộng tác viên để họ đến từng nhà, họ đến trong những cái buổi sinh hoạt thanh niên, phụ nữ, cụ chiến binh thì họ nói là phải là cách phòng biến đổi khí hậu, cách phòng chống ô nhiễm không khí, cách phòng chống bụi như thế nào, như là trồng cây rồi là như là cùng nhau để là giảm bớt những phát thải. Mô hình này sẽ trở thành điểm thực địa để các địa phương học hỏi kinh nghiệm thực hành tốt trong việc bảo vệ sức khỏe môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.